Aman. Man, I'm so nervous. What is this? Oh. Mẹ chứ bấm mẹ sao bây giờ bấm delete nó còn còn phơm ngay ấy. Vãi cút thật đi cái mẹ, bấm nhầm phát là đi ngay. Ok, giờ đã format. Rồi ngon rồi này. Được. Lần này format ổ cứng không sao anh em ạ. Lần trước bấm thì nó bị lỗi. Sâu. So. Thôi 300kb cút vẹ. Không. Chúng ta không ngu đâu. 507GB này thì trên ổ cứng nó là 500GB. Tức nghĩa là nếu mà extend này thì chắc là nó extend phần này. Cái đầu phía dưới này không biết, nó không hiện lên. Thì bấm sẽ bấm next luôn. Còn đầu dưới này là USB của mình. Ok. Next. Keep nothing. Windows 11 Home. Mình sẽ dùng Windows 11 Home. Ok, này không thể nhìn đâu. Install. Được phết, lần này qua cái phần this partition là ngon rồi, mình chưa bị lỗi. Ok, để chúng ta sẽ dừng lại để đợi nó.